lên được chưa? Hello. Hello cả nhà yêu. Hôm nay là mình sẽ mời các bạn cùng đi ăn trưa với mình, cùng gia đình mình. Hôm nay mình sẽ ăn cơm niêu Vũng Tàu, cơm niêu sau tập tàng. Các bạn, món rất là đẹp. Vũng Tàu là nói khẩu vị rất là nhiệt tình, cảm ơn anh ạ. Bây giờ các bạn đi cùng mình nhé, khám phá. Hello cả nhà yêu, hôm nay là một ngày đặc biệt của mình và gia đình mình, đó là ngày sinh nhật của bé Đông Nhiên. Thì đây đây, các bạn nhìn thấy Đông Nhiên, con chào các bạn đi. Hello, hôm nay mình tổ chức một bữa tiệc lẩu nướng trong phong cách Hàn Quốc ngoài trời tại Vũng Tàu. Thì là gồm có nhạc sĩ, gia đình nhạc sĩ Nguyễn Dùng và Sao Huỳnh, và bé Nguyễn Duy Đông Nhiên, và gia đình học trò của nhạc sĩ Nhung là Thịnh. Chào, chào mọi người nha. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Nhớ đăng ký kênh nhá. Qua phố anh nhìn thấy em đang ôm một bên mẹ rất xinh, nụ cười em rất xuyên. Về nhà anh tập nuôi mèo, lướt trang mạng tìm mua một bé mẹ ơi đáng yêu, đáng yêu để đồng điệu với em. Ngày qua ngày anh chờ em ở quán cà phê tìm em, nhưng không biết em ở nơi đâu đâu. Giọt cà phê giữa trong tình yêu ngọt ngào chờ em, biết đâu mình lại gặp nhau. Cùng em bé mèo trên phố đi thật chậm, nụ hôn bé mèo trên phố hôn thật chậm, và ta lại nhìn nhau tình nghĩ với nhau từ đó. Tình yêu hai đứa từ những bé mèo anh yêu. Ôi dồi ôi, quá ngon luôn các bạn ơi. Lẩu cua, mì cua, quá ngon luôn. Chất lượng đấy, chất lượng. Hello cả nhà yêu, mình đã đến Vũng Tàu rồi các bạn ơi. Hôm nay là một ngày rất là đẹp, tại vì là chính là ngày sinh nhật của con gái mình. Mời các bạn cùng theo mình như là học trò thăm khám Vũng Tàu nhé. Ok. Hey, chào các bạn đi. Cùng đưa em lên tàu xuyên đại dương, sẽ đi đến những nơi em muốn đi. Tàu ngầm xuyên qua lớp băng tuyết để nhìn thấy rõ đàn cá biển đang nô đùa. Nhìn san san hồ màu đầu đỏ màu trắng hồng, em nhìn thấy những đất sóng nằm trong tâm trí. Hello cả nhà yêu, sau khi cả nhà mình đi ăn hủ tiếu thì bây giờ mình đi ăn cái trà kiền nhé, cho mát. Đấy, em quay xung quanh. Hello các bạn. Hello cả nhà, mình đang ở Vũng Tàu nhé. Bây giờ mình đi siêu thị nhá. Sinh nhật con của tay con đi. Đâu, con khoe các bạn con. Đâu, sao gì? Đây là xe đạp. Hay nhỉ, ở bên bãi đạp hay á.
chít. Qua phố anh nhìn thấy em. Lên được chưa? Hello. Hello cả nhà yêu. Hôm nay là mình sẽ mời các bạn cùng đi ăn trưa với mình, cùng gia đình mình. Hôm nay mình sẽ ăn cơm niêu Vũng Tàu, cơm niêu sau tập tàng. Các bạn, món rất là đẹp. Vũng Tàu. 25 có chỉ 6. Ba thêm 200 có chỉ 6. Có anh bảo vệ rất là nhiệt tình. Cảm ơn anh ạ. Bây giờ các bạn đi cùng mình nhé. Đi khám phá này, kiểu xe. Đấy. Ok, đi. Mời các bạn cùng đi. Không bán nào. Con đường đi ăn uống. Không bán nào. Chính như quán ăn ở bên kia. Đây này hả? Tô canh cua đâu đây nhỏ? Cô kêu hết. Nước sôi nha. Nước sôi. Cô ơi, nước sôi. Hello cả nhà yêu. Ôi, nước sôi. Thầy ơi, thầy đẩy thức vô thầy. Ừ. Luôn đây, con chào các bạn đi con. Sẽ ơi, chào các bạn này. Kho quẹt đây, kho quẹt. Chắc là làm hai kho quẹt đi, thì hợp lý hơn. Thêm hai nữa. Hai phần. Để em để xong. Chiên thêm nữa không? Thôi cho chiên hai đứa nhỏ. Kho quẹt để giữa. Còn không cần để rau giữa. Thì để hai bên. Ừ. Đây, hai để. Để một quẹt ở giữa. Thích ăn chút xíu mà mua chuối mua năng. Bớ người ta. Nhưng mà cái hình để vậy đi. Có phải để ở giữa mọi người không ăn? Nó đẩy mà. Xin mời cả nhà nhé. Quá là ngon luôn. Hay nhỉ. Ba ơi. Quá chất lượng luôn. Quá là ngon luôn. Cả nhà ơi, chào mọi người đi nào. Chào đi nào. Chào mọi người nha chắc nha. Mời cả nhà cùng ăn nhá. Ăn trưa nhớ đăng ký kênh cho mình nhá. Chào các bạn. Rất cảm ơn.
Các bạn nhìn biển này. Đâu mình lại gặp nhau. Cùng em mê mang trên phố đi chậm. Hôm mê mang trên phố thật chậm. Và ta là nhìn nhau đi. Đi với nhau em đã yêu. Tình yêu hai đứa đâu như em. Biển tàu chưa rất là đẹp. Qua phố anh nhìn thấy em đang ôm một bên nè rất xinh. Nụ cười em rất xinh. Về nhà anh tập nuôi mèo. Lướt trang mạng tìm mua một bé mẹ ơi đáng yêu. Đáng yêu để đồng điệu với em. Ngày qua ngày anh chờ em ở quán cà phê tìm em, nhưng không biết em ở nơi đâu đâu. Giọt cà phê giữa trong tình yêu ngọt ngào. Chờ em biết đâu mình lại gặp nhau.